chào các bạn. Đến ngày hôm nay thì không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp tất cả các phố phường rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thực sự là an toàn và khỏe mạnh nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái mẹo để giúp cho các bạn có thể giải rượu bia trong ngày Tết an toàn bằng tất cả các loại rau củ quả thực phẩm thiên nhiên. Và bạn cũng biết là rượu bia rất được ưa chuộng sử dụng ở Việt Nam trong tất cả những cái dịp lễ hội này, ở trong những cái buổi gặp gỡ hay là trong đám cưới, đám hỏi, cái đám nào ở Việt Nam thì cũng có sử dụng rượu bia cả. Chính vì vậy mà Việt Nam là một trong 10 quốc gia có cái lượng rượu bia tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Mỗi năm chúng ta tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia và khoảng 200 triệu lít rượu. 70% đàn ông ở Việt Nam của chúng ta là sử dụng rượu bia, và cứ 4 người thì có 1 người sử dụng rượu bia ở cái mức độ là nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Mặc dù là như vậy nhưng những cái hệ quả đó dường như là vẫn không thể cản trở được chúng ta sử dụng rượu bia trong những cuộc vui. Nếu như chúng ta chưa thể nào mà có thể thay đổi được điều đó thì chúng ta cần phải biết cái cách mà bảo vệ bản thân mình, người thân của mình an toàn trong dịp Tết. Và trong dịp Tết cũng là cái dịp mà chúng ta ăn uống rất là thất thường. Bởi vậy cho nên là cái cách mà giải rượu bia trong ngày Tết nó cũng sẽ hơi cần phải đặc biệt hơn một chút. Sẽ có một số mẹo bình thường bạn có thể dùng, nhưng mà ở đây thì Anna đã tổng hợp lại một số những cái loại rau củ quả thiên nhiên, những cái món mà bạn có thể dùng trong bất kể trường hợp nào, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là thanh niên, trung niên, mình đều có thể sử dụng được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cái phần chi tiết, chúng ta sẽ sử dụng những loại thực phẩm nào để có thể giải rượu bia trong ngày Tết nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với đậu xanh. Đậu xanh là một loại thực phẩm có tính mát và có thể hỗ trợ cơ thể của chúng ta giải độc rất là tốt. Trong tất cả những loại đậu thì đậu xanh có màu xanh. Và màu xanh á, theo như là âm dương hàn nhiệt thì nó phù hợp với cái màu của tạng gan. Bởi vậy cho nên khi mà mình ăn thì những cái dẫn chất mà từ đậu xanh có thể vào và hỗ trợ cho cái lá gan của mình. Tại sao mình lại nhắc đến lá gan ở đây? Bởi vì là lá gan của mình có những cái vai trò vô cùng quan trọng và nó bị đầu độc bởi ethanol có trong rượu. Và khi mà cái lá gan của mình bị đầu độc á, thì tất cả những cái chức năng quan trọng của gan như là tạo mật này, tiêu mật này, tạo đường, tiêu đường, tạo mỡ, tiêu mỡ, điều hòa huyết áp, tham gia vào quá trình đông máu và đặc biệt là thải độc cho cơ thể thì đều bị ảnh hưởng cả. Vì thế cho nên là nếu như chúng ta đưa vào cơ thể một cái lượng ethanol quá nhiều đến từ rượu bia, chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta phải đưa thêm những cái loại thực phẩm nào vào để giúp cho cơ thể có thể giải được cái lượng ethanol đó. Và với đậu xanh như thế này thì bạn nhớ dùng cả cái lớp vỏ của đậu xanh, bởi vì trong lớp vỏ của đậu xanh có rất nhiều những cái được gọi ngắn gọn là những cái hoạt chất sinh học, và flavonoid nó sẽ giúp cho cái quá trình mà đào thải cái ethanol từ trong rượu bia nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Đậu xanh bạn có thể sử dụng rất là nhiều món, bạn có thể nấu cháo đậu xanh này, bạn có thể nấu chè đậu xanh này, hoặc là bạn có thể nấu nước đậu xanh để uống, và uống cả nước và ăn cả cái nhé. Đậu xanh cũng rất là dễ sử dụng, và đây cũng có thể là một cái món ăn mà nhẹ nhàng trong những cái ngày năm mới, những cái ngày mùa xuân mà chúng ta có một cái chế độ ăn quá là nhiều chất đạm, chất bột và chất béo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một món thứ hai, đó là hạt sen. Hạt sen thì sẽ giúp cho chúng ta an thần và rất là tỉnh táo. Và hạt sen cũng như đậu xanh vậy, nó có thể kết hợp được với nhau và nó có thể sử dụng rất là đa dạng các món ăn. Mình có thể nấu chè này, mình có thể nấu cháo này. Và một cái món cháo đậu xanh hạt sen cũng là một cái món ăn mà chúng ta nên bổ sung trong những cái ngày Tết vào cái buổi hoặc là buổi tối khi mà mình đi nhậu về á. Hoặc là sáng ngày hôm sau khi mà mình tỉnh lại, mình cảm thấy trong người vẫn còn mệt mỏi, mình vẫn có thể ăn một chén cháo đậu xanh và hạt sen để giúp cho chúng ta có thể thải được cái lượng ethanol và hỗ trợ cho lá gan của chúng ta giải độc cho cơ thể thật là tốt nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh đây có một cái trái dưa hấu rất là to, và dưa hấu cũng là một trong những cái loại thực phẩm có thể giúp cho bạn giải rượu bia rất là tốt. Dưa hấu còn có vị ngọt nữa và có tính mát nhé. Mọi người cứ nghĩ rằng dưa hấu là có tính nóng nhưng mà thực ra không phải. Bản thân dưa hấu lại là có tính mát và nó lại có màu đỏ. Màu đỏ đấy lại là giúp cân bằng lại âm dương khá là tốt. Màu đỏ nó lại thuộc về tính dương.
Và như vậy thì khi mà bạn uống nước ép dưa hấu, bạn cái lúc mà người say thì rất là khó để mà ăn từng miếng, cho nên là mình sẽ ép ra thành nước, và bạn có thể cho người thân của bạn hay chính bản thân bạn là uống khoảng 200ml đến 300ml nước ép dưa hấu. Dưa hấu cũng có thể phối hợp với một loại tiếp theo, đó là củ cải đỏ. Củ cải đỏ cũng vậy, bản thân riêng củ cải đỏ cũng có thể giúp cho mình giải rượu rồi. Bạn có thể hầm củ cải đỏ này, hoặc nấu canh củ cải đỏ này, hoặc là bạn có thể ép tươi. Anna thì bạn cũng biết đấy, Anna và Yobo là chuyên về trường phái là sử dụng những cái thực phẩm tươi, cho nên là chúng tôi rất là thích là ép các cái loại này ra, bởi vì khi mà thực phẩm chưa được chế biến bằng nhiệt thì nó sẽ giúp cho chúng ta là sẽ có được giữ được nguyên cái những cái hoạt chất sinh học trong này rất là tốt, đầy đủ tất cả vitamin, enzyme và muối khoáng, những thứ mà lá gan và cơ thể của chúng ta cần để có thể thải được rượu bia. Nếu bạn muốn có cái nước ép này thì bạn có thể lấy 100ml nước ép củ cải đỏ và 200ml nước ép dưa hấu nếu bạn thích vị ngọt. Còn nếu như mà bạn thấy rằng là như vậy quá ngọt thì bạn có thể thay đổi cái tỷ lệ thành 2:1 hoặc là tỷ lệ 1:1 cũng hoàn toàn phù hợp cho cơ thể của chúng ta. Chủ yếu là nó phụ thuộc vào cái khẩu vị của bạn thôi. Tiếp theo chúng ta cũng còn có thể đến với một cái loại tiếp theo có khả năng giải rượu bia, đó là cà chua. Cà chua cũng vậy, cà chua thực ra mình hoàn toàn có thể ăn sống, mình có thể ép sống và mình cũng có thể nấu ở trong những cái món ăn. Tuy nhiên khi mà nấu trong những món ăn thì Anna thấy là người miền Bắc thì sử dụng cà chua rất là nhiều để làm màu. Nhưng mà như vậy thì cái lượng cà chua sử dụng nó hơi bị ít. Mình cũng nên uống những cái loại nước ép này thì mình cũng nên uống từ 200ml đến 300ml. Chúng ta còn một cái món nữa rất là hay mà thường Anna thấy nó có ở miền Bắc, bởi vì quay clip này ở miền Nam cho nên Anna chưa tìm được cái loại đó, là cái rau cần á. Cái rau cần ở miền Bắc á, mà mình hay dùng trong những cái món như là bánh xèo ở miền Bắc hay dùng như thế, hoặc là xào cá hoặc xào thịt bò. Thì cái rau cần đó bạn có thể ăn sống này, bạn có thể nhúng lẩu này, hoặc là bạn có thể ép thành nước để uống. Nó cũng là một trong những cái loại rau mà giúp cho chúng ta thải độc rượu bia rất là tốt. Ở miền Bắc còn có một loại nữa là củ đậu, trong miền Nam gọi là củ sắn. Bởi vì chúng ta ở xứ lạnh, những người miền Bắc ở xứ lạnh và Tết bị lạnh thì bạn có thể sử dụng cái củ đậu đó để giải rượu bia. Thế còn trong miền Nam nếu mình không có thì mình sẽ dùng những cái loại rau củ quả thực phẩm khác. Và cái món cuối cùng mà Anna muốn đề cập đến đó là chuối. Chuối có rất là nhiều kali. Bình thường khi mà chúng ta bị say rượu á, thì thường hoặc chúng ta uống rượu, mặt chúng ta thường đỏ lên, đó là bởi vì những cái mao mạch ngoại biên của chúng ta nó giãn ra. Và chính bởi vì giãn ra như vậy cho nên chúng ta sẽ bị mất nước. Trong chuối nó có rất là nhiều kali, nó sẽ giúp cho chúng ta bù lại cái lượng điện giải mà bị mất trong cái quá trình mà sử dụng rượu bia. Đồng thời bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng một số những cái loại có nhiều kali khác như là ớt chuông này, hay nếu bạn ở xứ nóng bạn có thể sử dụng nước dừa. Nhưng mà Anna thì Anna không có khuyến khích sử dụng nước dừa lắm, bởi vì nước dừa không phải là cái loại thực phẩm mà mình có thể sử dụng mỗi ngày. Nó có cái tính hàn quá nhiều, đặc biệt đối với phụ nữ thì nó khá là khó sử dụng, mặc dù trông thì rất là đơn giản. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đến với những cái thực phẩm để giúp cho bạn có thể giải rượu bia ngày Tết rồi. Có một số những cái mẹo mà Anna thấy là cũng có lưu hành trên Internet rất là nhiều, như là sử dụng nước chanh này, hoặc là cho nôn ra này. Nhưng mà những cái mẹo đó thì Anna lại, bản thân Anna, cá nhân Anna cho rằng là mình không nên áp dụng trong những trường hợp như thế này. Bởi vì những cái người mà nhậu thường là mình không ăn, mà khi mà mình không ăn mình lại cho thêm nước chanh, thường là thêm cả gừng nóng và thường là thêm một chút mật ong vào nữa, nó tạo thành một cái hỗn hợp, và cái hỗn hợp đó nó đi vào trong dạ dày kết hợp với lượng cồn ở trong dạ dày nữa, thì nó làm cho dạ dày của chúng ta như là một cái nồi lên men, và nó làm ảnh hưởng đến dạ dày rất là nhiều. Gây nôn ra thì bởi vì mình đang say, cho nên nếu khi mà bị nôn ra thì có thể là cái dịch đó nó sẽ đi vào hệ hô hấp. Như vậy thì nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt là khi mà mình đã lỡ bị say rồi thì mình không nên ra gió hoặc là không nên đi ra ngoài ngay rồi, bởi vì nó sẽ làm cho mình bị choáng và có thể là mình sẽ bị bất tỉnh nữa. Chúc các bạn sẽ có một ngày Tết thật là vui vẻ,
Và mặc dù là cuộc vui nào thì mình cũng nên biết cách và lưu ý đến những cái cách để có thể bảo vệ bản thân mình, bảo vệ gia đình mình. Và đây là những cái loại trái cây, rau củ quả, thực phẩm thiên nhiên hoàn toàn có thể được tích trữ trong ngày Tết. Thậm chí mình có thể thay thế một phần cho mứt. Và khi mà mình sử dụng thường xuyên những cái loại rau củ quả này thì nó cũng sẽ giúp cho mình là trong chính cái bữa nhậu thì nó cũng sẽ tốt hơn. Nó cũng sẽ làm cho chúng ta giảm bớt được cái lượng hấp thụ ethanol và lượng cồn ở bên trong cơ thể hơn. Một lần nữa, chúc các bạn thật vui trong dịp Tết này nhé. Nếu bạn thích video này, xin hãy share, like, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực sớm ra những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.